Xin chào mọi người, hôm nay mọi người hãy cùng mình tìm hiểu về việc nên lợp ngói hay là mái tôn trong ngôi nhà của bạn. Ưu điểm của mái tôn: giá thành thấp. Một trong những lợi ý lớn nhất của mái tôn là giá rẻ so với các loại vật liệu khác như ngói. Thi công dễ dàng và nhanh chóng. Mái tôn có kết cấu nhẹ giúp giảm tải trọng lên khung nhà và rút ngắn thời gian thi công. Tính linh hoạt cao khi cần thay đổi kết cấu và kiến trúc. Việc thay thế phần mái tôn rất dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, tôn có nhiều mẫu mã, màu sắc để lựa chọn phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Nhược điểm: tuổi thọ không cao. So với các loại vật liệu khác, mái tôn sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và xuống cấp. Sau khoảng 3-4 năm, tôn có thể bị phai màu, hư hỏng và do tác động của nắng mưa. Khả năng chống nóng kém, mái tôn có khả năng hấp thụ nhiệt cao, gây nóng bức cho ngôi nhà bên trong, đặc biệt là mùa hè. Tiếng nguồn lớn: khi mưa lớn, mái tôn thường phát ra tiếng nguồn khá lớn, làm giảm chất lượng cuộc sống của gia chủ. Dễ bị hư hại do bão. Tôn không thích hợp sử dụng các vùng có khí hậu khắc nghiệt, dễ bị tốc mái hoặc biến dạng khi gặp bão lớn. Tiếp theo là ưu điểm của mái ngói: độ bền cao. Mái ngói có tuổi thọ cao hơn hẳn so với mái tôn, ngói ít bị ảnh hưởng do các tác động của thời tiết như nắng mưa và giữ được màu sắc ổn định. Chống nóng hiệu quả. Ngói có khả năng chống nóng tốt hơn tôn, giữ cho không gian bên trong nhà luôn mát mẻ và dễ chịu. Chống thấm tốt. Mái ngói có khả năng chống thấm nước tốt hơn, phù hợp với vùng khí hậu có mưa nhiều, giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi hiện tượng thấm rột. Tính thẩm mỹ cao. Xét về thẩm mỹ, mái ngói mang nét đặc trưng của kiến trúc phương Đông, phù hợp với các công trình mang phong cách truyền thống như hiện hoặc hiện đại. Mái ngói còn giúp ngôi nhà trông sang trọng và thanh lịch hơn. Nhược điểm của mái ngói: chi phí cao. Chi phí thiết lập mái ngói khá cao so với mái tôn. Ngoài tốn kém về vật liệu, hệ khung, kèo, xà gồ cũng cần được đầu tư kỹ lưỡng. Thi công phức tạp. Mái ngói nặng và cần thi công cẩn thận so với mái tôn. Quá trình thi công lợp ngói đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Nếu bạn ưu tiên chi phí thấp, dễ thi công, mái tôn là lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn tiết kiệm chi phí xây dựng. Nếu bạn còn quan tâm đến độ bền và thẩm mỹ, mái ngói dù có chi phí cao hơn nhưng sẽ là chọn lựa lý tưởng cho các ngôi nhà có một ngôi nhà bền vững, mát mẻ và mang đậm nét truyền thống. Mọi người có ý kiến thêm gì về vấn đề này thì hãy để lại comment bên dưới. Nếu có nhu cầu tìm hiểu về xây nhà chọn gói, hãy liên hệ với mình là Hoàng Nam GEC để được tư vấn miễn phí qua số điện thoại 0989 101 061.